Kính chào quý khán thính giả đang lắng nghe chương trình của Bồ Đề Phật Quốc TV. Sau đây, Bảo Châu và Phật tử Huệ Phương Duyên sẽ trình bày bản tin về một tuần tu học tại Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, trong tuần qua, ngoài những giờ công phu trì chú, tụng kinh và học pháp, các Phật tử còn được nghe Thượng tọa Thích Huyền Châu giảng kinh Đại Bát Niết Bàn vào 8 giờ tối thứ ba qua Bồ Đề Phật Quốc TV và vào 10 giờ sáng Chủ nhật tại Đạo Tràng Bồ Đề Phật Quốc. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu phần tóm lược nội dung của các buổi giảng Kinh Đại Bát Niết Bàn sau đây. Theo Kinh Văn của Phẩm Tứ Tướng, Ca Diếp Bồ Tát bạch hỏi Phật phải bố thí như thế nào mà không mất tiền của, lại được gọi là đàn việc đại bố thí. Phật dạy rằng hãy đem tôi tớ bố thí cho các bậc sa môn, bà la môn, thiểu dục tri túc, đem người nữ thí cho vị tu phạm hạnh, đem rượu thịt cho người đã dứt rượu thịt, đem thực phẩm thí cho người không ăn phi thời, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Thượng tọa giảng, đây là nghĩa lý thâm diệu của Đại Thừa, bởi vì đem ngũ dục đến cho người đã dứt trừ tâm tham đắm thì họ không cần dùng đến, hoặc nếu có nhận thì những thứ được dân cúng sẽ không bị xâm hại, mà còn trở thành pháp khí trong việc hoằng pháp, hoặc sẽ trở thành những thiện tri thức, những cư sĩ hộ pháp. Vì vậy, dâng cúng cho các bậc thanh tịnh siêu việt vừa không bị mất gì, trái lại, có nhiều lợi như gieo nắm thóc vào mảnh ruộng phì nhiêu màu mỡ, sẽ gặt hái kết quả thật tuyệt diệu. Đây là hiểu được tướng hay tùy vấn đáp. Thượng tọa giải thích rằng, có những giáo nghĩa không y vào từng câu từng chữ mà phải hiểu ý nghĩa thâm sâu, phải khéo biết ý của Như Lai. Lời Phật dạy là để giải thoát khổ đau trầm luân. Chúng sanh do nghiệp chiêu cảm, thích ăn thịt uống rượu mà đem những thức ấy cho họ, chẳng những không có công đức mà còn làm hại họ vì khiến cho họ càng thêm tham đắm. Trái lại, với tâm người đã ly nhiễm trong thức ăn, khi ta cúng thí cho họ sẽ tạo nên công đức. Tâm tư chúng ta luôn ô nhiễm do say đắm trong năm dục, làm cho các ác pháp tăng trưởng. Bậc hiền trí ngày trước không ham danh lợi, tâm trong sáng, ít nhiễm bụi trần. Căn tánh khác ngày nay, nếu đem cách hiểu trong thế giới hiện đại để tìm hiểu lời Phật là không đúng, sẽ sinh tâm phân biệt, chấp trước vào pháp môn tu tập. Trong kinh văn có ghi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Phật từng dạy, chúng sanh trong luân hồi sanh tử có thể từng là cha mẹ thân bằng quyến thuộc. Người nên từ bỏ ăn thịt là chân lý siêu việt, không từ bỏ được đó là nghiệp riêng của mỗi chúng ta. Cho rằng do Phật không cấm là hiểu và hành sai lời Phật. Đại Bát Niết Bàn thiên về luận tạng nên đã giải thích những điều giúp chúng ta hiểu được nghĩa lý sâu xa. Sự sống là kỳ diệu. Nếu ăn uống mà phạm vào lỗi hủy diệt sự sống, gây sợ hãi thù oán, tức là làm mất hạt giống đại từ, vì muốn nuôi dưỡng tình thương đối với các loài mà đoạn trừ tâm tham trong việc ăn uống. Khi tâm không còn tham luyến, ăn những gì không tạo nghiệp để duy trì mạng sống, thì không còn nguyên nhân nào để tái sanh nữa. Phật ăn như thọ dụng tự nhiên thanh tịnh, hành cũ đã diệt, hành mới không sanh là đạt đến vô sanh. Người hành trì như vậy, phước báo sẽ được sinh ra ngay trong đời này. Giảng sư phân tích, đoạn nhục là đoạn tâm tham ăn uống. Đạo lý được sử dụng phù hợp trong ngữ cảnh của chúng sanh, cho nên Phật tạm chế ra việc ăn tịnh nhục, mặc y hoại sắc là cho phù hợp với hoàn cảnh thời ấy. Phật khéo nói vì không thể ngăn cấm chúng ta mà tán thán những gì không tạo nghiệp, như không bứng đi những cây gai trong bụi rậm mà năng tưới tẩm những cây có lợi, cũng như không phải xa lánh người xấu mà chỉ năng khuyên mọi người làm điều tốt. Khi lúa xanh xôi, mạnh mẽ sẽ lấn át những cây cỏ dại. Nếu cỏ nhiều hơn lúa thì phải cần nỗ lực làm việc nhiều hơn nữa. Các vị sa môn vì giữ tâm không tham đắm, chứ không phải vô tri mà không biết sử dụng những thứ cao sang, khất thực không phải để cầu món ăn
hoặc hành hạ thân xác, mà là làm ruộng phước cho thế gian và cúi đầu dẹp đi tâm ngã mạn. Nghiệp sát suy cho cùng rất vi tế, những loài thú ăn thịt đi đến đâu đều nghe mùi hôi, mọi loài đều kinh sợ, không dám đến gần. Giảng sư kể lại chuyện chim ca lăng tần già không dám đậu trên tay Bồ Tát Ma Ha Ca Diếp mà bay đến đậu trên tay Phật. Bồ Tát Ca Diếp dù nghiệp sát hiện tại đã hết, nhưng trong vi tế vẫn còn động lại, khiến chim kia cảm nhận sự sợ hãi và không được an toàn. Bồ Tát vì độ chúng sanh mà thị hiện, thọ dùng một cách tự nhiên mà không rơi vào chấp trước. Thượng tọa nhắc nhở rằng, học kinh phải dùng trí mà suy xét. Khi tâm Bồ Đề phát khởi mạnh mẽ và cố gắng hành trì thì dù có sanh vào các cõi khác, chỉ cần thọ một giới, công đức lành sẽ tái hiện và nảy mầm. Theo kinh văn, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, các bậc tứ quả thánh nhân cũng lần lượt nhập Niết Bàn. Sau khi chánh pháp diệt, trong thời tượng pháp sẽ có các tỳ kheo tạo dáng giống như tu hành, ít đọc tụng kinh, tham ưa ăn uống, tâm phóng dật làm hình chung, tùy tị, không có oai đức, chăn nuôi gia súc, vác củi gánh cỏ vì kế sanh nhai, vân vân. Họ lại thường tự cho mình chứng được quả A-la-hán, ngoài hiện tướng thiện, nhưng trong lòng đầy tham sân, chê bai chánh pháp. Những người như vậy phá hoại giới luật chánh hạnh oai nghi và quả giải thoát. Thượng tọa giảng rằng, chúng ta học đoạn kinh này để nhận diện đây là tâm phàm phu, phải tự nhắc nhở luôn giữ mình trong giáo pháp Như Lai, giúp có khả năng tự cảnh giác, tu chỉnh tâm trí thì mới đến được Niết Bàn thanh tịnh, vắng lặng tuyệt đối. Nếu để xấu giác quan tiếp cận hồng trần, thì bị pháp thế tục đưa đẩy vùi sâu trong sanh tử, luân hồi đau khổ. Theo lời Phật dạy, lúc các tỳ kheo khắc thực, nếu món ăn có thịt trước phải lấy nước rửa sạch trôi cho hết rồi thọ dụng thì mới đúng với pháp thanh tịnh. Thượng tọa phân tích rằng, chúng ta tránh không ăn thịt vì không muốn kết duyên nợ mạng hữu tình. Chúng sanh nào cũng ham sống, sợ chết đau đớn, còn tham luyến, tích lũy bản ngã và muốn mạng căn được trưởng dưỡng. Nếu chúng ta ăn vào thì ít nhiều cũng nợ mạng của nó. Luật nhân quả không làm sao tránh khỏi. Con vật nào cũng có tánh linh, nhưng vì trí thường tình của chúng ta không biết nên nói không có gì. Chân lý sâu xa là có nợ mạng sống chồng chất lẫn nhau. Tuy nhiên, tùy theo trường hợp đặc biệt, không thể nhẫn được thì cũng phải thuận theo, nhưng không nên lạm dụng trong phương tiện nhất thời. Phải hiểu biết đúng nghiệp lực mà tìm cách viễn ly. Giảng sư khuyên đại chúng hãy khéo thọ trì lời Phật dạy. Người hiểu sai sẽ đưa đến hành động sai, tự phá hoại giới luật chánh hạnh. Chúng ta phải có chánh kiến để nhìn nhận vấn đề, chớ để bản thân tự bị gạt trong ngôn ngữ. Không để hình tướng làm mê hoặc, đánh giá là chân tu mà phải nhìn rõ việc làm của họ. Tuy nhiên, Phật tử có nhận thức đúng pháp thì không lên án hay chỉ trích. Việc học Phật pháp cho chúng ta trí tuệ, luôn giữ tâm trong môi trường an lành, làm trợ duyên cho hạt giống tốt được tưới tẩm nảy mầm. Dần viễn ly khỏi kiếp sự phiền não thì phước sanh trong kiếp hiện tại và theo chúng ta mãi từ đời này sang đời khác. Cho nên, thân cận thiện sĩ, lắng nghe chánh pháp là con đường làm tăng trưởng kiến thức giác ngộ. Kinh Đại Bát Niết Bàn được giảng trực tuyến vào thứ ba hàng tuần lúc 8 giờ tối trên Bồ Đề Phật Quốc TV và vào các chủ nhật bắt đầu từ 10 giờ sáng. Kính mời quý vị tham gia chương trình tu học hàng tuần tại Bồ Đề Phật Quốc. Tinh tấn học pháp và thực hành pháp Phật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta, giúp thân tâm luôn an lạc, phước trí tăng trưởng. Muốn biết thêm chi tiết về các buổi tu học hoặc phát tâm cúng dường cho các chương trình hoằng pháp, xin quý vị hãy hoan hỷ liên lạc trực tiếp đến thầy Huyền Châu qua số phone 714-328-6087 hoặc đến Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.